Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 7 phỏng vấn đặc biệt với cựu đại úy biệt kích Nguyễn Hữu Luyện do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Kính thưa quý vị, ngoài cuộc sống hết gươm cùng lại đến phòng tối, đại úy Nguyễn Hữu Luyện đã âm thầm chú ý đến các tù biệt kích khác, đến biệt tài theo dõi tù nhân xuất sắc của nhà tù Cộng sản. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những ghi nhận về chuyện trong tù của tù nhân biệt kích và đặc biệt là cảm nhận của đại úy Nguyễn Hữu Luyện về ngày 30 tháng 4 năm 1975, một ngày mà ông mô tả cụ thể cảm xúc của ông như một người chồng nghe tin vợ mình đang ôm một người khác. Sau ngày 30 tháng 4, dù được thả về, nhưng đại úy Nguyễn Hữu Luyện ra về trong một tâm thức của một người không còn thú vị với cuộc sống. Ông về nhà trong tâm thức của một tù nhân đang chuyển trại. Mời quý vị tiếp tục nghe câu chuyện của người tù không mấy gì tha thiết với chuyện được tha. Tức là cái cảm xúc của người cai tù đối với mình. Thì ngoài cái chuyện giữa người cai tù, người quản giáo đối với người tù, có một cái sự thông cảm nào khác giữa người và người không? Cái này thì sự thật ra tôi rất là ít tiếp xúc với các cán bộ ở trại. Chỉ trừ phi cái nào mà họ gọi lên làm việc chính thức ấy. Như là họ ngồi đấy rồi cho cái ghế mình ngồi đây để nói chuyện, họ có những cái tác động tâm lý. Còn giao tế với cán bộ ở ngoài thì sự thật là tôi không có và tôi cũng không biết nhiều. Nhưng mà nghe anh em nói lại đó, thì các cán bộ họ cố tình đồng hóa những người lính biệt kích này với những người tù của địa phương, hay tù chính trị phạm hay là hình sự, họ muốn đồng hóa như nhau. Cái mục đích của họ là như vậy. Nhưng mà anh em biệt kích thì tôi thấy một đa số họ cũng giữ được cái tư cách của họ, không đến nỗi là vì đói khát mà phải làm những chuyện nó đáng buồn. Còn cái việc mà người tù được nghe tin tức bên ngoài thì sao ạ? Đối ông, đối với thế giới bên ngoài, ngoài khi mà họ thả ra như vậy, mình có những cái tin tức mình biết nó có phản ảnh tí nào đối với lại thế giới bên ngoài, mà nó có ảnh hưởng người tù tí nào không ạ? Có, thì có một vài anh em biệt kích được đi làm những công việc bên ngoài thì có tiếp xúc với dân. Rồi cũng có những người thì họ cho làm những công việc như là đến những cái bến xe để đón những gia đình thân nhân, những người tù, trong đó cả tù biệt kích nữa, gửi quà bánh để đem chất lên cái xe rồi trâu kéo đi về, thì cũng có anh biệt kích được đi làm những công việc đó. Thì anh em về cũng thỉnh thoảng dì tái nhau là nghe tin đồn như này, nghe tin đồn thế kia. Rồi cũng có một anh biệt kích được cán bộ tin cậy họ nhờ sửa những cái radio của họ đó, thì họ cũng nghe được một vài tin tức loáng thoáng ở bên ngoài, về cũng đồn lại tối anh em đang truyền mẫu truyền khẩu cho nhau. Cái đó, cái sinh hoạt đó có cái sinh hoạt giữa vậy, nhưng khi mà mình truyền khẩu cho nhau như vậy, họ có, mình có bị theo dõi không, hay là mình có cái đề tài mình nói chuyện với nhau có giới hạn, hay là mình có phải tai vách mạch rừng gì không, hay là cái này thì tôi phải thú thật rằng là Việt Cộng nó giỏi lắm. Những cái chuyện gì mà mình thì thầm với nhau nó biết hết đấy. Vì nó có những người mà mình nói chuyện mình không biết cái bụng dạ họ như thế nào. Vì nó cài cắm ngồi cái này vì cậu nó giỏi lắm. Nó theo dõi tù nhân để kể những cái chuyện không đâu thì cũng đến tai nó hết cả. Cái đó mình phải nói là cậu nó giỏi lắm ấy. Mình có nhiều chuyện chỉ nói chơi với nhau thôi, dụng đến tai họ thì nó cũng biết. Tôi thấy cái này là vì cậu nó giỏi lắm. Còn những tin tức về trận đánh với những giao tranh giữa hai miền trong những thời gian ông bị ở tù, thì mình có một tí nào mình biết là thắng hay thua, hay trận chiến nó diễn ra, hay đời sống miền Nam như thế nào không ạ? Có, thì anh em chỉ có nghe đi ra ngoài dân, ông biết là cái trình độ dân trí ở miền Bắc nó thấp lắm. Họ chỉ có ý thức về chính trị, đảng, bác thì họ giỏi. Còn ngoài ra họ cái nhận thức về xã hội với lại các cái họ kém là họ không biết. Thành ra không thể nào mà mình mong mỏi gì ở họ những cái tin tức mình mong muốn được. Hai nữa là cái tiếp xúc của một số anh em được diện rộng, tức là theo cán bộ cho ra đi ngoài chặt gỗ, chặt cây rồi đi kiếm những cái đồ đạc cho nó các cái, thì cũng có dịp tiếp xúc với dân thì về cũng nghe được một vài chuyện. Chứ nhưng mà đó là những chuyện không có gì quan trọng.
Một trong những cái tin mà chắc chắn là tin quan trọng, tức là 30 tháng 4 năm 1975 thì ông được nghe cái tin đó như thế nào ạ? À, những cái tin vui đó, những cái gọi là tin vui của Việt Cộng thì mau lắm. Họ gọi tôi lên để cho uống trà, thì họ nói chuyện cho biết là về tình hình miền Nam nó như thế, như thế, như thế. Họ muốn cưa đổ cái ý thức hệ của mình. Thì họ nói thế thì tôi cũng biết vậy thôi. Tôi cũng không nói gì cả. Tôi bảo cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó có bị tan vỡ, nhưng mà trong tiềm thức tôi vẫn là một quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi vẫn như thế thôi. Nhưng mà cái khi mà họ báo tin như vậy, ông có nghĩ là họ báo tin đó là với tính cách tâm lý không, hay là mình biết ngay đó là sự thật ạ? Cái sự thật ra là cái đêm hôm mất Sài Gòn đó, họ cho tôi mượn một cái radio và họ cho tôi mấy cái bánh, một trà để đấy, mở cùm cho tôi nằm trong phòng tới để tôi nghe, để tôi biết. Và thì tôi cũng nghe thế, tôi cũng khóc, tôi cũng buồn lắm. Bây giờ nói tôi muốn chảy nước mắt, vì bao nhiêu nguồn hy vọng của mình đặt vào đó cả, với lúc tan vỡ như vậy thì nó khác nào nghe cái tin khác nhau như là một người chồng mà được tin vợ mình đang ôm một người khác, thì nó khổ tâm lắm. Mà cái nó độc ác là nó cho tôi mượn một cái radio, nó kể sẵn để cho tôi nghe, cho mình trà, cho cái bánh, mở cùm cho nghe vào cái ngày 30 tháng 4 đấy. Thái độ không thay đổi, nhưng mà cái cuộc sống của họ đối với những người tù trong như vậy, nó có cái quy chế nó có thay đổi hay là con người nó có thay đổi? Không có thay đổi gì cả, chỉ có trước khi họ thả về thì có một thời gian họ cho tăng ăn mức ăn, bữa cơm, cái phần cơm nó nhiều hơn chút để cho mình ra về. Và trong thời gian tôi gần sắp về đó thì tôi cũng được chỗ rất là dễ thở, họ cho tôi được thuốc men với cái đầy đủ hơn. Mình có biết trước được là mình sắp ra, nhìn những cái quy chế mình có thể đoán ra là mình sắp được thả hay là như thế nào, hay là ông hoàn toàn bất ngờ khi mà họ thả? Có những anh em tù chính trị đó, họ có quen với cán bộ đó, thì họ cũng cho biết là dục dịch là biệt kích sắp được về. Họ cũng nói thì tôi cũng không biết gì hơn, là vì có một số anh em tù chính trị đó, họ cũng có thân nhân họ là bộ đội hay là công an, họ có ra ngoài thăm viếng, họ có nói như vậy, thì nghe vậy thì biết vậy thôi, chứ tôi cũng không có một kỳ vọng nào cả. Bởi vì nó thời gian nó dài quá mà không có một cái tia hy vọng nào cả, thành ra tôi cũng không mong muốn gì cả, đợi ngày nào hay ngày đó. Nhưng mà tôi chỉ cố giữ được cái tư cách của mình là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cái quân đội nó có thể đổ vỡ, nhưng mà cái tư thế của tôi với cái tư cách, với quá khứ của tôi, thì tôi không có gì thay đổi. Và tôi nói với họ lúc nào tôi cũng là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà trong đầu óc tôi nó vẫn còn là những cái kỷ niệm của đối với tôi, không có gì thay đổi. Cái cảm xúc của ông lúc mà họ thả ông thì như thế nào ạ? Khi mà ông nghe được cái tin là ông được thả thì ông cảm thấy như thế nào? Nhiều người cũng báo tin cho tôi cho ô mừng, nhưng mà sự thật tôi hoàn toàn thản nhiên. Là vì tôi còn buồn nữa cơ. Lúc giờ về không biết, trong 21 năm không có liên lạc gì với gia đình, không biết gì cả, thì cũng có một vài cái tin nó không vui. Thành ra cái ngày về của tôi nó mang những cái, nó thay vì mình vui thì nó lại có những lo âu về cái thực tại của gia đình mình. Thành ra không vui mà cũng không buồn, hình như cái tình cảm mình nó chai đá rồi. Lúc tôi ra về tôi cũng thấy mình không vui, tôi cũng như là một chuyến đi lên xe rồi đi rồi xuống, không, tôi không có cảm giác gì. Đối với lại những anh em biệt kích còn ở lại sau ông có ai không ạ? Tôi là người biệt kích cuối cùng. Trên chuyến xe về, trong đầu óc ông có hình dung ra nó sẽ, cuộc sống nó sẽ như thế nào, hay là ông mong đợi cái gì không ạ? Buồn nhiều hơn là vui. Lúc bây giờ mới thấm cái buồn nhiều hơn là vui. Bởi vì cái gia đình khi mình đi như thế nào, lúc mình về là như thế nào. Buồn lo âu hơn là vui. Khi mà ông mới về nhà thì cái thực tại nó đập vào mắt ông so với lại lúc trước. Khi tôi về đến nhà thì đã có một số anh em biệt kích đã về trước. Các anh cũng báo cho gia đình biết là có triển vọng là tôi sắp được về. Bởi vì cái đợt sắp về họ, cán bộ họ cũng đã cho biết trước, những người về trước, người về sau thì gia đình cũng biết. Hay là những em đến thăm chơi thì cũng có nói là tôi cũng sẽ sắp được về. Thì gia đình cũng biết vậy thôi, chứ cũng không cái ngày về đó nó không buồn nhiều hơn là vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong kỳ tới.